Huỳnh như là cầu thủ nữ tiên phong của bóng đá Việt Nam, xuất ngoại và chơi rất thành công trong màu áo của Lanh FC tại Bồ Đào Nha. Năm 2023, Huỳnh như tiếp tục gia hạn hợp đồng với Lanh FC. Cô vẫn đang khẳng định được dấu ấn trong chuyến xuất ngoại đến Bồ Đào Nha. Giai đoạn thi đấu ở châu Âu giúp Huỳnh như không chỉ tích lũy thêm được kinh nghiệm chuyên môn, mà còn cả những tư duy nhìn nhận các vấn đề bên lề sân cỏ. Huỳnh như đang là cầu thủ nữ duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Cô chính là tấm gương cho những đồng nghiệp và thế hệ kế cận noi theo. Bởi ở tuổi mà có những cầu thủ chọn giải nghệ thì Huỳnh như vẫn duy trì được phong độ và để lại dấu ấn trong môi trường bóng đá có trình độ cao hơn Việt Nam. Dấu ấn mà Huỳnh như cùng các đồng đội để lại năm vừa rồi chính là giành huy chương vàng SEA Games 32 và tham dự World Cup 2023. Những mốc son mà tuyển nữ Việt Nam đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Đó là những hình ảnh vì màu cờ sắc áo. Ở tuổi 32, Huỳnh như sẽ vẫn tiếp tục hành trình cùng bóng đá nữ Việt Nam. Cô sẽ không chỉ đóng góp chuyên môn mà còn đóng vai trò người truyền cảm hứng. Bởi ở tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuyển giao thế hệ. Những cầu thủ trẻ cần đến kinh nghiệm từ thế hệ kỳ cựu của Huỳnh như. Đó sẽ là cuộc chuyển giao mà Huỳnh như cũng các đồng đội thế hệ cũ sẽ đóng vai trò kết nối. Đây là Huỳnh như. Huỳnh như. Vẫn là Huỳnh như. Goal! Đây là bàn thắng đầu tiên của Huỳnh như trên đất Bồ Đào Nha. Hiệp 2 diễn ra với nhiều tình huống tấn công của đội khách Lanh FC, sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn, phút thứ 52, tiền đạo Huỳnh Như cũng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha lập công nâng tỷ số lên 4-0 cho Lanh FC. Thank you.
Đây cũng là tỷ số của hiệp 1, bước sang hiệp 2. Các cầu thủ Lan FC có tinh thần lên cao, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng trước đối thủ. Phút 87, trong một pha tấn công, hậu vệ của Famalicão phạm lỗi trong vòng cấm giúp Lan Fan Club có được phạt đền. Khi trên chấm phạt đền, Huỳnh Như lạnh lùng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Lan FC. Tuy nhiên, những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, họ lại một lần. Thank you.